chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục thông tin kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, thu hút FDI cả năm 2024 có thể ở mức 39 đến 40 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin được người phát ngôn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội. Thông tin tại phiên họp báo cho thấy tổng vốn FDI đăng ký 6 tháng đạt gần 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Trước đó, FDI đăng ký mới đạt hơn 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 46,9%. Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 10,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2%. Nhiều dự án FDI lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, năng lượng được đầu tư mới và mở rộng tăng vốn. Điều tra của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì cũng thấy rằng cái niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam vẫn đang rất tích cực và vẫn thể hiện cái mong muốn được tiếp tục đầu tư ở Việt Nam. Qua đó thì chúng ta có thể thấy kỳ vọng cái thu hút đầu tư vốn FDI cả năm 2024 thì vẫn cố gắng đạt khoảng 39 đến 40 tỷ đô la Mỹ, tương đương hoặc cao hơn một chút so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều tổ chức tài chính quốc tế đã đưa ra đánh giá lạc quan về khả năng thu hút FDI của Việt Nam nhờ vào 3 yếu tố. Thứ nhất, chiến lược đa dạng hóa cung ứng đầu tư. Thứ hai, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có nhiều triển vọng, tác động tích cực đến chiến lược đầu tư của nhà đầu tư. Thứ ba, yếu tố nền tảng tốt. Từ đầu năm đến nay, du lịch Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu. Nỗ lực làm mới điểm đến bằng các sản phẩm mới và nâng cấp các sản phẩm sẵn có là một trong những bí quyết giúp thành phố này tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, đặc biệt là dòng khách quốc tế. Mùa du lịch hè năm nay, thành phố biển Đà Nẵng tiếp tục chứng tỏ là thỏi nam châm thu hút du khách trong nước và quốc tế với hàng loạt sản phẩm, sự kiện, lễ hội hấp dẫn như khai trương mùa du lịch biển, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng, liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Trong đó, công viên châu Á được nâng cấp thành siêu tổ hợp giải trí Đà Nẵng Downtown với các show diễn độc lạ, trình diễn thể thao nghệ thuật mạo hiểm jet ski và flyball, show nghệ thuật đa trải nghiệm bản giao hưởng bên sông. Chúng tôi mang đến cho thành phố Đà Nẵng một cái diện mạo mới về một cái quần thể vui chơi giải trí đa dạng về loại hình, đấy, mang lại cho khách hàng nhiều trải nghiệm khi đến với cái Đà Nẵng Downtown. Hy vọng là sẽ mang đến cho khán giả khi đến với Đà Nẵng Downtown những cái trải nghiệm đáng nhớ trong mùa hè này. Chúng tôi rất mừng vì thành phố đã có thêm nhiều hoạt động sự kiện dọc bờ sông như lễ hội pháo hoa, phố đi bộ Bạch Đằng, Đà Nẵng Downtown. Khách sạn chúng tôi cũng được hưởng lợi từ điều đó nhờ nằm ở vị trí khá trung tâm. Song song với các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài, Đà Nẵng cũng gây chú ý với chương trình kích cầu với mức giá đặc biệt hấp dẫn nhờ sự cộng hưởng sức mạnh từ các doanh nghiệp bao gồm hàng không, lưu trú, lữ hành, dịch vụ, điểm đến. Du lịch Đà Nẵng đã gặt hái được những cái thành tựu đáng kể. Trong đấy thì chúng tôi có thể nói rằng là cái giá phòng đã được cải thiện rất là đáng kể. Tỷ lệ kín phòng của khách sạn 3, 4 sao cũng đã được tăng trưởng. Bên cạnh là các khách sạn nghỉ dưỡng thuộc phân khúc 5 sao ven biển ấy, cũng có những cái thành tựu rất là tốt. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm nay, Đà Nẵng chào đón khoảng 5,1 triệu lượt khách, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế là 2 triệu lượt, tăng 40,3%, khách trong nước đạt 3,1 triệu lượt, tăng 17,7%. Nhờ đó, doanh thu khối dịch vụ lưu trú ăn uống đã tăng 22%, đạt gần 13.000 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch tăng tới gần 60%, đạt trên 3.400 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đang yêu cầu các đơn vị nghiên cứu để làm sao làm mới lại sản phẩm mà doanh nghiệp đang có để luôn luôn tạo một cái điểm đến Đà Nẵng luôn luôn có cái mới đối với du khách. Chúng tôi cũng đang cố gắng nỗ lực làm việc với hàng không để nghiên cứu thêm ở những cái cung giờ bay, những cái đường bay mới có thể mở được để có thể là tăng thêm cái tần suất đến với thành phố Đà Nẵng trong nước cũng như các quốc tế. Cùng với sự hạ nhiệt của giá vé máy bay trong nước và rất nhiều sự kiện lễ hội nối tiếp sắp tới như lễ hội Việt Nam Nhật Bản, lễ hội tận hưởng Đà Nẵng, lễ hội Việt Nam Hàn Quốc, lễ hội du lịch golf, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu đón 8,4 triệu lượt khách trong năm nay. Tại Cần Thơ, sau 3 tháng gieo sạ đến thời điểm này, hơn 40 hectare lúa đầu tiên theo đề án phát triển 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Theo đánh giá bước đầu của nông dân, các diện tích lúa vụ hè thu tham gia đề án là giống OM 5451 cho năng suất đạt
ít đổ ngã, giảm chi phí đầu vào. Tại cánh đồng lúa của hợp tác xã Tiến Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, máy móc cơ giới hóa đang thu hoạch trên những thửa ruộng đầu tiên. Đây là cánh đồng tham gia canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Mặc dù đang vào mùa mưa nhưng các trà lúa ít bị ảnh hưởng ngã đổ nên việc thu hoạch khá thuận lợi, tỷ lệ lúa ít hao hụt. Lúa sau khi thu hoạch đều được doanh nghiệp thu mua. Trong cái mô hình đề án mùa này thì mình hợp đồng với công ty thì người ta mua cái giá thị trường và người ta cộng thêm 300 đồng nữa. Đó là giá thị trường. Giá thị trường thì người ta mua đang mua là 7.000 là lúa hàng hóa. Còn cái này bán giống thì được 7.500 đồng. Thì thương lái họ thấy kéo hàng cái này lúa giống nguyên chủng nên họ lấy. Trong hơn 40 hectare lúa tham gia thí điểm đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao đầu tiên ở Cần Thơ, có khoảng gần 8 hectare diện tích làm lúa chứng, canh tác truyền thống. Các diện tích còn lại thì áp dụng các quy trình canh tác bền vững như sử dụng giống xác nhận, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ, giảm số lần bón phân còn 2 lần trong vụ. Từ thực tế sản xuất, nông dân nhận thấy canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp đem lại hiệu quả cao hơn so với gieo xạ truyền thống. Tức là so trên đồng ruộng mặt bằng chung, bây giờ những cái lúa mà xạ lan mô hình, tức là dân xạ theo cách truyền thống bên ngoài, đến thời điểm này mưa gió thì đổ ngã rất nhiều, nhưng mà lúa trong mô hình thì nó không đáng kể so với cái sự đổ ngã, nó gọi là không đáng kể. Đầu tiên là mình sẽ thấy là giảm phân, giảm khoảng 3 đến 40% phân bón. Thứ hai là giảm khoảng 40% sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và giảm nước tưới. Thì trung bình một cái ruộng đối chứng thì họ bơm khoảng tầm khoảng 10 lần đến 8 lần. Thì cái ruộng mô hình thì bơm khoảng 4 đến 6 lần. Canh tác theo cái đề án này thì nó kéo hàng thưa thì cái lúa thấy nó cứng, nó phát triển tốt hơn, tức là về sâu bệnh nó ít hơn. Rồi chi phí phun thuốc xịt nó cũng ít. Sau vụ lúa đầu tiên được thu hoạch, nông dân phấn khởi và đầy quyết tâm tiếp tục tham gia sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Sau vụ lúa đầu tiên thành công, các bên liên quan sẽ cùng đúc kết kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng diện tích canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Ngày 6 tháng 7, tại một công ty gỗ nội thất trong khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến ít nhất 9 người bị thương phải đưa vào bệnh viện. Vụ việc xảy ra khi một nhóm công nhân công ty đang làm việc tại khu vực máy hút mùn cưa thì bất ngờ bốc cháy. Các công nhân đang làm vệ sinh hệ thống hút bụi gỗ thì xảy ra nổ bồn chứa bụi gỗ. Nhiều công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Sự việc xảy ra nhanh chóng khiến nhóm công nhân ít nhất 9 người bị bỏng, trong đó có 4 người bị thương nặng. Ngay sau đó, các bệnh nhân đã được đưa thẳng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kịp thời chữa trị. 4 người bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện tuyến trên Hồ Chí Minh. Hiện các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quân đồng loạt bắt và khám xét các điểm nghi cá độ bóng đá trên địa bàn. 9 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở để làm việc. Cầm đầu đường dây này là Trần Quang Hiếu, 34 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột. Hiếu đã liên hệ với một đối tượng không rõ lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa, mua một tài khoản cá độ bóng tổng Master. Sau đó chia thành 9 tài khoản nhỏ, rồi giao cho các đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ các trận bóng đá mùa Euro với con bạc. Bước đầu lực lượng công an làm rõ, mỗi ngày đường dây này giao dịch cá độ bóng đá với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tính từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay, số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục thông tin kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.